phong quang trên bảo hà. Chút đây phong quang mang gì lắc quận châu trang hàm đầu. Lòng nghĩ yêu nước thương dân dân tí hay còn tập kỳ diệu hoàng về chứng đạt diên nhã tích tăng cục già kim cục hoàng thân phật phật thanh chưa tiên trung hưng
ca lăng tâm xa thanh từ đi lần lần chúng sinh cô ngã kim đinh lệ khai quang cập phả chiêu khai quang phả chiêu đàn diệt chứng lên chứng đàn hoàng về chứng lên chứng đàn độ cho đệ tử được phúc lành để đàn hoàng về chứng lên chứng đàn về Hoàn
nhân sáng soi lòng dũng kiệt. Cương thường gánh dạ sắt son. Quạt hoàng bầy nhằn lên đất đi bảo lính ha bảo ha lên mùi phong nguyệt đi đỏ là tiên cảnh tiền trên bào tiền tôi mê cảnh thần tiền trên bào cỏ cung cây hoa lai gần yên yên na na năm quay xa mười phân vân xa còn kèm xa 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 còn kèm xa mười phân xa còn kèm xa mười đỉnh non xanh khen ai mà kèo đúc ý bầu đề bầu người có tâm có đức đức ý mới được được theo quát hoạt bầy bào sáng sáng lữ hàn theo là được theo ông bầy bào theo vì là đường theo ông bầy bào hôm nay thầy nhà quan hoàng bầy người mờ sách ra xem mi thấy có chữ đề đức năng tướng tuy thì dù ông có say một ta tí hơi phàm trần khuyên ai nên giữ cho tao làm người ấy đến cửa phật lấy chữ gì đà là đi cả mới tô qua quán mi nam nào cũng nghe quán bác đồ số chân xa ni lão trên biên ghế hôm nay phúc thảo hiền tu nhân thời mà biết đức hoàng bầy chép biên cho cò chuyện đi hành người không trước thì sau ai lỗi nhầm có xa chi đâu sở nguyện mà được những ý sở cầu trong tâm đã nên đừng
cầm bà cân này mực mực cứ đem chỉ tôi nhì chữ phúc để mà cân đừng có ai khoe cho nở mẹ được muốn phần cái đức kia bà đã kem ông bảy cầm bì cân cân sao cho bằng bần bần hà ni cái đức kia bà tươi tốt tốt ông cho về ta nghỉ sau này nghèo bầy xa nếu nghèo bầy xa hoàn cho đức tiên bà để tây hết bụi trần thành nghi cao hoàn độ cho ghế ông mười phần thành nghi cao cương thường nghỉ treo cao giá ngọc nghỉ chữ công công dung tư đức đức huyền nghỉ họ đặng ghế ông cần cần nghỉ bái tô quỳnh bảo hà xin ông hoàng bầy ông về độ trì chữ chữ cha tâm hoàng bầy dọc nghỉ ngang dọc 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 chỉ anh hùng hồn đi đúc đúc tráng càn khôn sao trong tay chạm chạm mi chân dạ không sờn xoay trời đất hoàng bầy mở khó Sơn lâm đốt đi đình
mi con nàng từ đốt đi đình nhang châm mi ngọt đèn cô tư phêu tò tay ông bảy cầm mi móc mi tiêm. Sau tình nên nhu mì đầu xuân vân hoàng con ngựa sam đều bày đi sầm sầm đông 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 đầy khúc đàn thông con ni nang bày vào đầy khúc đàn thông ngày ngày các cô hầu hạ vào xa trong trong vào thường khi ông cụ
sông sâu nước chảy lơ quần đi nát và cho dù là cá bơ thuyền rồng ngập nghe tới nơi là chàng ngủ sách ai ơi thấu tình bát vạn nùng binh lệnh hoàng truyền bát vạn nùng binh kiệu vàng đàn tiên dương cùng bảy hoàng về bảo hà tứ tới việc qua thành ra hồi cung một dạng